Khi câu chuyện của nam em rầm rộ trên mặt báo, khán giả cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên họ nghe tố về chuyện tình cảm lắm thị phi của Trường Giang. Trước đó có Quế Vân và Sam. Và có thể không biết bao nhiêu người đẹp khác trong bóng tối vẫn chưa lên tiếng. Thế nhưng không ít người giật mình và đặt câu hỏi về con người thật của Trường Giang vì những tình tiết trong câu chuyện của nam em sao mà giống Quế Vân đến thế. Và nam danh hài chân chất lại biến hình trở thành kẻ sử khanh tệ bạc. Rốt cuộc Trường Giang là ai? Một kẻ sang tỉnh hay tình thánh đa cảm so vào bọc một nghệ sĩ tài năng? Phái đẹp thưởng thích những hình mẫu soái ca, nam thần với chiều cao lý tưởng, thân hình sáu múi cuồn cuộn, vẻ ngoài bảnh bao, nhiều tài lẻ, đi siêu xe và giàu sụ như những nam chính bước ra từ những bộ phim ngôn tình. Đó là xu hướng của thời đại, và tương tự, người đẹp trong showbiz này chỉ có hai tiêu chuẩn tìm người yêu, một là phải thật đẹp trai, tài giỏi, hai là phải thật giàu, nứt đố, đổ vách. Chỉ thoáng nghe hai tiêu chuẩn này, Trường Giang đã rớt từ vòng gửi xe. Nam danh hài không sở hữu vẻ ngoài điển trai như nam thần, cũng chẳng có chiều cao như soái ca, anh cũng không giàu như đại gia, thế mà anh lại tán đổ sơ sơ đến ba người đẹp có tiếng mới hay. Bí quyết của Trường Giang theo lời của các tình cũ là rất giỏi trong việc chinh phục các cô gái, chăm sóc rất tận tình, thể hiện tình cảm như lần đầu được yêu, chết đi sống lại nếu có giận nhau. Quả thật đàn ông cứ dịu dàng nhẹ nhàng chăm sóc, dẻo miệng ngọt ngào thì dù cho người phụ nữ có trái tim cứng rắn hay sự từng trải sắc sảo đến mấy cũng phải đổ. Quế Vân là một ví dụ điển hình. Cách đây 2 năm, Quế Vân bất ngờ tung ra một loạt bằng chứng về việc nam danh hài bắt cá hai tay từ đoạn ghi âm dài tới 17 phút, cuộc gọi với đầy lời lẽ yêu thương của Trường Giang dành cho Quế Vân. Sau đó là loạt tin nhắn mùi mẫn và những hình ảnh hẹn hò. Người ta mắng Quế Vân là người thứ ba, nhưng không quên dành những từ ngữ nặng nề chỉ trích Trường Giang. Tất nhiên, hình ảnh của mười khó chất phác cũng bắt đầu biến chất trong mắt họ. Trời ơi, cái bột nó giòn, cái thịt nó béo, cái tôm nó tươi, ngon quá. Có đậu xanh nữa em. Nó giòn quá ha. Tại sao người ta kêu này bánh xèo? Đố các bạn. Thì bỏ vô nó kia cái xèo, kêu bánh xèo. Hay quá em ơi. Này, câu hỏi mang tính đột phá. Em cái gì cũng biết. Ủa em nói sai hả? Đúng hả? Ờ, đúng hả? Trời. Bây giờ chúng ta sẽ ăn bánh giò chay. Vì sao gọi là bánh giò chay? Câu chuyện tình yêu của Trường Giang vẫn kéo dài tiếp kỳ. Cuối tháng 12 năm 2017, nghi án phim giả tình thật của hot girl Sam và Trường Giang cũng rộn lên. Trên trang cá nhân của mình, Sam liên tục đăng những hình ảnh thân mật trên nước bạn bè của cả hai. Một điều trùng hợp là trong khoảng thời gian này, hiếm khi thấy Nhã Phương sánh đôi với Trường Giang trong các sự kiện của làng giải trí, cũng như ngoài đời thực. Tin đồn Nhã Phương và Trường Giang chia tay càng có cơ sở chứng thực. Khỏi phải nói, hình ảnh của Trường Giang lại tuột dốc không phanh trong lòng khán giả. Và ly kỳ hơn nữa là những ngày qua, nam em lên mặt báo kể về chuyện Trường Giang hẹn hò cùng cô vào thời điểm lúc anh cầu hôn bạn gái Nhã Phương. Anh ấy cho tôi nhiều bài học trong cuộc sống và dạy tôi rất nhiều điều. Qua đó tôi nhận thấy mình cần mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi là người sống thật. Thú thật, anh Giang là một người cho tôi cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Những người đẹp tố Trường Giang đều kể anh dùng chung một bài. Một chiêu cư cầm và bất ngờ thay nó lại hiệu nghiệm đến vô cùng. Con gái mà khi được đút từng miếng ăn, ngọt ngào bên tai thì đố ai không siêu lòng. Họ cũng rất tin Trường Giang, vì có ai ngờ rằng vẻ ngoài của một người đàn ông cục mịch, khủ khờ, đúng như hình nhân vật mười khó mà anh xây dựng, lắm mưu nhiều kế, chinh phục hoa hồng đến vậy. Khi sự đề phòng không có thì chuyện dính chiêu mới dễ làm sao. Chưa kể họ còn trải qua quá trình làm việc chung với Trường Giang trên phim trường hay các game show. Trong quá trình hợp tác sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, trò chuyện, thấu hiểu và cảm thông. Cuối cùng là say nắng, là yêu thật như nam em đấy. Nhiều người bảo nghệ sĩ đa tình lắm, đúng quá đi chứ. Nhưng nghệ sĩ cũng là đàn ông, mà đàn ông thì luôn tham lam và thích chinh phục. Sở biết có vô số nghệ sĩ hài, có ai vướng scandal liên tục mà bị người yêu tố tấp nập như Trường Giang không? Ở đời không phải cứ đẹp trai giàu có thì phụ nữ mới đổ. Nhìn Trường Giang mà học hỏi, chỉ cần dẻo miệng quan tâm chăm sóc hết nấc và biết tạo vỏ bọc thật thà hiền lành của một anh chàng nông dân thì con gái vẫn gục hết đó thôi. Chân lý. Em mà để trong hồ bơi bơi chắc vui lắm. Mình tao bị chà, nô tài không biết bơi. Trường Giang khôn ngoan lắm,
Cứ mỗi lần anh bị người yêu tố là y như rằng anh đều chọn cách im lặng và quấn quýt hạnh phúc bên Nhã Phương. Thậm chí tình cảm của cặp đôi dành cho nhau còn bền chặt và mùi mẫn hơn cả trước khi xảy ra sóng gió. Người ta thấy Nhã Phương vẫn thắp thùng Trường Giang sang Mỹ biểu diễn. Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi giải khắp các mặt báo. Nếu họ đã hạnh phúc như thế thì còn ai dám nói ra nói vào. Bởi Nhã Phương mới là người có đủ tư cách để lên tiếng trong chuyện của bạn trai của mình có mối quan hệ ngoài luồng. Người ta mong một lần Nhã Phương lên tiếng cho xong. Vậy mà cô cứ mãi im lặng. Tuy nhiên, là con gái, im lặng không có nghĩa là vui vẻ. Trước quá nhiều những câu chuyện xung quanh, Nhã Phương có danh phận là người yêu chính thức của Trường Giang, được anh công khai nắm tay đi khắp mọi nơi. Nhưng liệu cô còn giữ được im lặng trong bao lâu khi liên tiếp những tin đồn hẹn hò của Trường Giang được bóc mé trước công chúng? Riêng Trường Giang, anh cứ chơi mái một bài im lặng bên Nhã Phương có qua được sóng gió. Người ta nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái máu đào hoa, đa tình đã ngấm vào máu thịt của một người đàn ông thì ắt hẳn sẽ có chuyện ngựa quen đường cũ. Sau đó lại tiếp tục có những cô nàng như nam em đứng ra nói lên sự thật về anh. Chiêu bài im lặng của anh linh nghiệm được bao lâu? Nó khiến cho công chúng nhìn Trường Giang bằng ánh mắt khinh rẻ và hình ảnh của anh cũng tụt xuống không phanh. Cái khôn nứa của Trường Giang là không đôi co với phụ nữ vì anh thừa biết mình cãi không lại. Sự thực mãi là sự thực, anh có yêu có ở bên cạnh người ta một thời gian dài thì cô gái ấy mới dám lên tiếng trước đám đông như thế. Hơn nữa, cái lý lẽ đơn giản đàn ông không đông đưa thả thính phụ nữ, không ai tự lao vào. Như lời Quế Vân nói không sai, Trường Giang xuất thân từ nghèo khó đến thành công, nên anh ta muốn thỏa mãn sự chinh phục, thấy cô gái nào đẹp cũng lao vào. Nên làm gì? Em ở cùng thời khủng long á. Có nghĩa là em là hàng hiếm đúng không? Giờ nó mới xuất hiện đúng không? Đúng rồi, em xuất hiện bị sai thời đại đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Em nói đúng mà. Bánh giò mặn thì mình chỉ ăn được khoảng một cái thôi. Đúng rồi. Nhưng mà bánh giò chay này thì ở trong nó rất là thanh tao, chúng ta có thể. Đàn ông hơn nhau không phải sự giàu có tài giỏi mà là ở trách nhiệm với người yêu. Bạn đến nhà ai, bạn phải chào trước khi đi ra khỏi nhà người ta. Bắt buộc bạn phải nói lời tạm biệt. Yêu nhau là sự tự nguyện tự do. Đến với nhau, cứ cầm nhau và yêu được nhau thì tại sao chia tay không nói rõ một lời để cho đối phương dằn vặt đau khổ? Rũ bỏ trách nhiệm bằng sự im lặng là quá phũ. Cái sự phũ ấy khiến cho con gái dễ dứt và vật vã lắm chứ chẳng đùa. Vậy mà cái sự phũ này lại được Trường Giang áp dụng để thoát thần một cách ngoạn mục với ít nhất là hai người phụ nữ. Không biết với những người khác như thế nào, nhưng trong mắt người phụ nữ từng bước qua đời của Trường Giang, như Quế Vân đã bày tỏ cảm xúc thực sự. Hành động của anh ta rất đáng lên án. Anh ta không xứng đáng làm đàn ông trong xã hội này. Nam nhi đại trượng phu không phải là kiểu cứ làm rồi sau sẽ lại quẹt mỏ bỏ đi. Hay nam em cũng hy vọng anh hồi đầu. Ai cũng có một trái tim, nếu là đàn ông thì đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương. Nhân đây tôi cũng muốn gửi đến ai đó, nếu ai đó vô tình đọc được thì xin đừng làm người khác tổn thương. Không biết nên gọi Trường Giang là kẻ săn tình, nghệ sĩ đa tình hay là tình thánh khi mang lại sự tổn thương cho quá nhiều người. Nhưng Trường Giang ơi, cứ tiếp tục bước qua nhiều cuộc tình để thỏa mãn sự chinh phục ích kỷ đi. Đến một ngày, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên cạnh ta nữa đâu nhé.